tam bậc hết thì hạ thà distribution class pra packet xem được hay distribution class pra pra packet mà bậc hết xem thì tự đấy thì giờ nói chán chẳng distribution chạy trên chạy bay thông thông của phụ nạc khác của phụ đi biến hay Red Hat nâng phụ pen sushi nè sushi nạp rài chẳng distribution mỗi mỗi nâng cứ package management mà viên mình đôi khi này thằng hoa thì biệt tờ lãng biệt lộp biệt search nó không là distribution mỗi mỗi cứ xem cái này ai đôi khi này được ai xem cái này chụp xét chụp đấy được nó không đi biến chẳng cứ xa bỏ đi biến nhưng pra pra thật khách mà này chờ bỏ viết cứ apt get đấy apt get còn thế apt get nó cứ chia front end bỏ đi biến thì back end bảo việc đó là dpkg nè cứ yên pra command mới nữa đảm bài thu ca tình là update bản đổi khi này này và tới chỉ từ tối cứ việc chân cứ yên pra apt get rồi đào vào sân máy yên pra tại apt được tế ở bản này và đi cam tệ happy vật mình chân miền apt get apt get xin rạp sơ yếu mơ package để yên bản tầm lao ngực năng nắng apt get install package bạn nó cứ dùng tên là một package nào mua cho bạn rồi hãy chẳng đã xa Linux vì cầm thì mua mua cứ về miền file cái dependency chẳng file dependency trở nên bởi xin dự dương tổ download application nào mua được gặp package nào mua cho một lỡ chẳng về nâng asrai về nâng depend là file xem xem tiết trở chẳng thằng ca là dùng download package cho một lần lâu nữa là local thì chẳng cứ dùng chuột bằng hà dependency này tại bản thân thì dùng chuột từ căn internet dùng ai thuộc ca tầm lâu update chạy pi repository bảo vệ này vô pi repository bảo vệ repository cứ tiếp được chỉ server mua nữa là cloud chứ xem rap tục package bảo vệ từng online xem rap tục package bảo vệ từng online nên bây giờ mình xin dùng sơ yêu mơ package để chọn tất lá viên nằm tới chạy kêu nằm trong clang bảo viên repository bảo viên bởi vì chạy khởi chẳng viên nằm download vì repository server bảo viên yêu mơ local bảo viên rồi tất lá cái chỗ nằm local mà xin mời viên và chẳng dừng tùm lăng tam rồi biếp này cứ viên đọc sài bằng hà dependency file ở dưới lời automatic hay dưới mình chăm bạch từ tam rồi cả file dependency mùi mùi dưới mơ làng thế. Chắc là không đi biến package. Bà, nhưng ai pra pra sudo apt get install package name. Bà xin dịp package dừng miền rồi hãy cứ xin mời dừng update từ lời ai chả nằm. Bà xin dịp package nhưng ở tuần miền tế viên nông tự download hay dừng một tầng là từ lời mà xin bỏ dừng. Nhưng ai update lại pra pra apt get install package này các bạn. Bởi sao dùng apt get upgrade tầm đó là nó cứ viên nâng thua cả update application bỏ dùng tầm on tầm đó để miền được nâng system này để miền được nâng system chân ưu tư hoa thà và nên cứ chia Ubuntu chẳng nhầm mình Ubuntu này chẳng nhầm khăn bởi vì mà sắp đa chuyện ấy chẳng đừng thay về miền đây thầm mày ớt chẳng nhầm ai bởi thầm mình sudo apt get update chạy mới sudo username password bởi nhóm và chẳng vừa chạy chẳng bị repository bởi vì chẳng bởi thân dân miền đây thầm mày nó không năng repository nữa vì nâng thuộc cả update ở dưới và chân miền bảo mạng package để để vì miền cả update thầm mây nó không repository này chân dưới ai upgrade
upgrade mà. Ok. Chẳng phải cái đấy chạy khơi mà nắng chứ. Nhưng upgrade về mà. Nhưng lại dùng nó bảo vệ trong install rồi còn install. Nhưng chạy mà. Vì đang tự download application thì repository bảo vệ. Nhưng mà tầm lần là local mà xin bảo vệ chẳng. Xin bảo vệ nâng up to date lại. Vì đang phở bài chạy bảo vệ thiệt. Thì lên xin bảo vệ. Bạn ấy chung phố Ubuntu rồi có Debian Distribution xây cho lần này chỉ từ tớ nó không Linux môn phê để dựng tất cả application này mỗi cứ tầm rồi dựng thuộc cả update, upgrade system nó phải mất ở việc up to date chăm dựng tất cả package bản rồi các dạng trong cái update repository bảo vệ, các cái class cứ bây giờ mình nó nằm default repository bảo vệ từ thế, tại dạng trong cái update rồi các dạng thêm repository link bảo vệ bạn dạng ai download bạn dạng ai tải lên application lên bạn, và chế nằm bay thôi cái update upgrade các cái cứ dạng ai update tạm thời dạng của bạn, và sau dạng pra interface dương cho được năng update manager vào phía dương viên đang chạy rồi mới rút anh nhà đại dương thu ca tầm là dương trong tầm là thực hiện là mới dương cơ là thích vô về mở thực hiện là đại dương mình trong tầm là dương cũng thích về mở rồi chạy update đó upgrade đó viên thu ca update đại dương nên tạm biệt graphical interface chế độ biệt loading dương tra ABT đó đấy và đây chúng ta bị remove package này, remove package này. Package là đây chúng ta làm nó, dùng miền configuration file xem xét, dùng cần để remove package bên đó, vì auto tem configuration file này, nè, package là bộ phận application là đây chúng ta cả configure file về bên thế, và sau đây chúng cần để remove package bên đó, cứ vì auto tem ở thế. Vì ở lúc đang là configuration file mà thế chẳng những ai purge vì purge cứ có enforce reinforce vì không vì ở remove đang configuration file chẳng những ai thêm vì purge rồi remove package name bao giờ nữa anh đang cứ lúc cho đang file configuration same same thế ô nhưng mà khởi ở thế rồi. Ba, kita bay remove, ini remove, hay yang for file configuration dia tahu jemur dia. Dia kham, dia cuci, dia ni apa? Bukan punya bay. Dan bun set ni. Thì chứ dương mình tự làm upgrade, update hay dương ai thua ca check dương trong sơ dương trong check mưa application mà dương ta dương bàn tầm làm rồi rồi lại nấu chứ dương ai prepare của mình anh ấy cứ original package management của Debian này đó cứ của mình dpkg này bạn chân to tiết những ai sơ rồi mở application để dùng bàn tờ lờ nó system mà dùng đợt tờ ra dpkg l l tội chân dùng trong xã mở tờ nhằm bàn tờ lờ web browser tờ chìa Firefox hoặc Google Chrome nó không nị ớt chân dùng xã
rồi mình dpkg.l. Tự nhiên bạn tự lời khá nạc nóng dpkg. Vậy nên nhầm tên là click cho lòng dpkg. Chứ này, nạc nóng system dưới nhầm bạn tự lời application chỉ tròn. Bà, drop an off. Chứ dưới mở, nhầm bạn tự lời cái account service. Conserve Ubuntu schema ACL at user. Tengah nung kita tak cie aplikasi ni. Tumram tak pakar tan tak cie operating system mui. Kita betulkan aplikasi ni ke tool cerana nak nung sistem mui mui ni. Okay. Jom saya cang. Saya cang. Saya ramu specific aplikasi. Yang ada pra option dot l thom ni. Nah. Option dot l thom ni. Rồi package name bao giờ chẳng ưu tư hóa thà nhầm chẳng search ta nhầm mang tên lăng Firefox ạ chẳng dpkg.l mà là l thấm Firefox và chẳng đi thì tôi dùng mang Firefox package chẳng nhầm mang tên lăng Firefox ạ chẳng sắp tới Firefox chẳng vì mình file mùi mùi tôi lại nà lại nà chẳng dương mới khởi động này thì chị thấy bạn đã làm Firefox rồi. Admin là feature mà dùng luôn tiết command mà dùng luôn tiết tiết tôi muốn làm phiên dịch management body biến như ai sợi một thằng đó hay tiết tôi chỉ muốn là Cursa để bảo Red Hat đấy phiên dịch management bảo viết cứ RPM nè RPM chẳng file extension để chia là bọc Red Hat Packet Management cứ miền của tôi đặt RPM nè dùng chân nắng của tôi đặt RPM nè đặt RPM đôi nó trong Windows chẳng thể chia ra cứ đặt EE đặt MSI nó cứ chia file application của bọc Windows và thế đây là xâm đạp của Red Hat cứ dùng miền đặt RPM chẳng đặt cửa sản bọc Red Hat miền đôi chia gì và sân là F, Fedora, SUSE, OpenSUSE có bà bà Package Management bỏ RPM được như thế. Vì em miên là Package Management bỏ việc tiêu thụ này. Thế vì có support cho mùi nâng RPM bỏ Red Hat này. Vâng. Chẳng RPM cứ chia back-end bỏ Red Hat Management bỏ Cursa Red Hat Distribution. Vâng thế nhưng ai pra giám nó cứ chia front end là bỏ RPM được như thế sẽ điền nâng dpkg hay nâng apt get bỏ debian mạnh nâng nhưng chẳng chứ mới đồng bài pra cầm thi để miền đọc RPM file bằng này là file extension đồng bài pra cầm thi để miền đọc RPM file cứ yên pra đồng bài ở cái chặt chẽ tầm lăng prom tem connect file dependency package same same nơi trong Red Hat distribution nè chẳng RPM vì cứ chia package management của Red Hat để dùng pro tầm bài thuộc cả update xoay rô cứ có lục application chẳng bị bộ phần OS của Red Hat rồi có Red Hat distribution. Chẳng front-end rồi bỏ RPM thì cứ chỉ dặn rồi cơ up-to-date và dám rồi cơ up-to-date chẳng bởi sao dân pra-pra-command RPM cứ chỉ là phép để dân thuê làm bài local install bởi này dân download cần chọc phép khách nâng dân một khăn dân rút dân dân rút dân thuê cả tầng lần phép khách nâng cứ dân pra-pra-RPM về khá dân ở trong bách tự download phép khách nâng dân một tục một khăn local đấy chúng ai thua ca tầm lớn thì internet đôi nơi khăn như Ubuntu mà dẫn chúng đợi bắt đầu mình giam nè giam install, giam update, giam remove ấy chẳng được như thế thật ra mình mênh miên ta giam được cái update của nâng thế để dân bắt đầu bây mình này application nơi khăn Red Hat dân miên này giam H GPK application phía chân dân ở đây sau bắn bắt đầu tiết tố dân môi nâng thu được ổn này.
Nè, cái tháng cứ chia về front end xâm rạp GUI based link như này. Chẳng nằm này là mê này thế. Mình thả Windows rồi có Linux. Về dân trong tầng lạc application nằm mỗi khi dân trong miền sếp chia root rồi có admin. Và chẳng nằm nằm Red Hat mà dân prao dám search xâm rạp xuyên rồi chứ mua package để dân trong tầm lạc. Dám search tầm bay xoay rồi chứ mua package để dân trong tầm lạc. Chế xa mở mệt ớt nó khả năng ní tỏ ní cứ chìa cái sân e bao nhầm nhưng mà spare etc release os và ní cứ chìa sân e linux bay cho tỷ chứ ưu thoa tha nhầm trong sơ cho mơ application nào mua để nhầm muốn nâng nhầm tật là ta miền là khăn repository bảo vệ ớt chênh ai phải dám search thay nhầm trong sơ cho Firefox ta miền là khăn repository bảo vệ ớt Firefox sơ mà OK, chương cái thằng máy Mozilla Firefox, chương mình cái thằng miền là cái nóng repository bảo vệ, chương riêng ai thua ca tầm là ba này. Tức là nhâm thằng search, nhâm jam search, mới khởi ra thằng này. Google Chrome, ta vừa rồi khởi ở miền application để chúng ta Google Chrome ở, chương not much, nha not much. Tức là nhâm sạ search. Yam search ABC chẳng được. Nên mình làm application mua ABC ở. Chẳng là mấy nó. Ôi nhầm sẽ search không. Yam search ABC. Mình làm application mua ABC ở. Thế là mình là ABC 2PS. Và chẳng application đẹp đam đại ABC chẳng mình trả đấy. Nhìn phí bày đấy. ABC M2PS, ABC, MIDI và anh cứ biết dùng search rồi mở application muốn là dùng thuộc cả tầm lần. Trên đường về dùng search rồi khởi nháy, dùng cần tải copy chmua nâng mó hay dùng thuộc cả tầm lần. Đó dùng pra command này kế. Dám root install chmua package để dùng trong tầm lần nâng tầm lần. Và chmua package để dùng trong tầm lần. Chế ưu tư hoa thà nhầm dám dùng check search rồi mở application muốn dùng tầng lãng dám search ok zoom nè ta miền application chứ muốn zoom được trong repository rồi nè not for miền chế đồng bay tầng lãng zoom bán nên phải mách bằng research tự khởi miền bọc và dùng rồi thì dám search cái telegram và chỉ Python 3 P Telegram ấy Python Telegram bot API và miền đấy vấn đề mình chọn là Telegram Messenger dùng để dám search Messenger chứ ta miền application mua Messenger chứ bỏ ớt và để thay dùng lại tầm lần application đã miễn chmua nâng đọc tờ đây. Trên đây dân search rồi mới chmua application đã miễn là khăn repository hay nằm bài tập lớn dân dám install package name dám install package name và trên là khăn xe nẻ là khăn Red Hat có dân ai thuộc ca update package upgrade package upgrade open OS bởi dân từng mua bán đòi dân ra dâm update bởi sân dân update chung một package nào mua chung bán lớp chẳng viên update là package nâng tế bởi sân dân dâm update tế viên đang update whole system để miền được không bật quân bởi dân để miền được không bật quân bởi dân chẳng ưu to thay nhầm dâm update Firefox
update Firefox để xá Firefox nhâm thuộc là ngay nhâm thuộc là ngày nào đấy chạy mười ấy. Ok, complete. Cho nên cứ dừng update Firefox. Bây giờ dừng chẳng update system dừng từng mũi nhưng ai dám update. Anh cứ dừng thua bài cho bằng phép system dừng từng mũi lần đồng. Từ đây đến xa vì ở miền này thầm máy chẳng việc complete lượng. Ok, dừng tiện tôn cho mũi nâng package nâng nâng Red Hat miền này tiết. Dừng chẳng lộp yam remove package name yam remove package name đambay remove package chain p system obiam yam front end trơ chám yam គឺ ជា ប្រភេទ front end package management obiam គឺ ជា back end របស់ red hat package management ដូច នេះ ដែរ អញ្ចឹង យើង អាច ប្រើ obiam ក៏ បាន ដើម្បី តម្លើង ដើម្បី check មើល đambay search ra mơ application nâng trong system của dương để dương bàn tình lao rồi. Ok chẳng cả về việc muốn dương chọc trầm nắng thấy chỗ đó chúng mình thầm mấy dương bàn scroll lại kia tôn chúng mình nâng Linux kernel nâ kernel để dương riêng cả vì cho mê muốn cả dương bàn thuộc chụp đấy và chẳng về đại dương pra system mua để dùng tha Linux rồi cả về run Linux cứ cái sản đầu là system nó cứ prapra kernel rồi bỏ Linux này và kernel cứ cứ trên này về chia về trên này sản phẩm sản phẩm crop hardware software đang on trong Linux operating system chẳng biết cứ chia core chia core rồi bỏ phần bật cả trong Linux chẳng kernel viên nơi ná nhưng đã khơi cái này đó trên đầu bây giờ chơi computer nhưng ba tập bóng liếm và trên cái này nó cứ viên trên này rồi rồi chặt chẽ chạy mờ ta computer nhưng miền device khác nữa miền hardware khác để chụp được căn device bao giờ nó trên cái này viên trên này chạy viên load nên vì lâu mình phải là dùng bật computer làm vốn nhưng vẫn to hơn để bay đẹp chăm chặt chẽ cả prapra của phần đường mùi và chấm chắc tăng vì việc lâu mà rồi đã dùng prapra dùng bị chia mouse keyboard network interface monitor chấm cái này cái chuyện chặt chẽ như vậy chấm cái này là trong nét sẹo cái này bạn được tua luôn bằng chia thì này prapra chấm nó phải là dùng bị chia comment same làm bay ở việc thực ca muối chấn xưa than này nãy chuyện này đẹp trăm ở dương thay dương trăm phải chia bờ print ai xa rồi cái gì bằng hai output ấy muối chấn nó phải dương phải cho tấu chấn rất là đau khăn này là ngay và tay bị đau chọn cắt sale sẵn thì và tay giờ tình dây sale chấn khăn này là chuyện này đẹp trăm bọc chặt chẽ anh thảo system nâng của tập pra hạt đi chân này đi RAM chân này đi và chân cứ khả năng chỉ đẹp chân này rồi chân cái thầm ấy khả năng chỉ đẹp đau lời ai cho được pra phần mềm xem tạm là gì sudo file system sudo file system và chân dương mơ khơi nó gọi là nó không slash process chân xa cho tâm mơ nó không slash process miền đó at slash pros WS ấy sẵn sàng là support feature nâng on tế CD on này bạn
Cho nên bây giờ em bắt sử dụng nam mùi được gặp cái nam mùi chẳng viên nâng khả năng trên này bây giờ nó khả năng này như trong mơ bà xe. Cho nên khả năng này miền là cái body info, nó CPU info. Chẳng viên mơ bộ miền bỏ CPU. Head CPU info. Này, bộ miền là bỏ CPU bao giờ. Chẳng ban một bên á, cứ ban một bí khả năng trên này đẹp trăm bao giờ này. Và chẳng Vì mới CPU info bao nhiêu nên sẽ ghi khá và hộ số buồn biệt hộ số buồn biệt pi chi dương ai in ta nên cứ chia buồn miền robot CPU ok chân miền và sẽ cho anh xem tiết được năng này dương mềm đoàn tiết và chơi dây cho mưa process xem xem đây mình lấy đời khả năng ai cho một khả năng slack process này làm bài mở em miền thi thi bài miền network memory info trong mưa vừa miền là bằng memory nhưng ai pro memory info CPU CPU info head mem info đi vừa miền bằng memory total memory và cực chỉ cái lộ bay nhưng chạy một tớ ok chẳng đi đây nhóm bà hai mình chẳng ấy rút hiệp nâng ở đây thế chẳng chỉ từ tớ nó không liên lạc cái cầm nọt application cái đó, service cái đó cứ cái cầm nọt chia process ngay trên sum cơ bản là sao mình process ID chẳng process ID sum khán cứ vì assign cơ bản khán này là assign tại application mùi mùi để dân tự lớn để dân run lên OE phần tay là lại sum rap process ID lệnh mùi cứ tờ bản system reserve sum rap process bỏ root user nè bỏ root service root user chẳng nhưng mà cái hàng đang sbin slash init này cứ chia process là miền ID lệnh mùi nhưng ai mơ khơi bán đại pra đại dân cho được năng process slash lệnh mùi này miền mẹ nó nhưng xa cho được mình này process lệnh mùi này chứ chỉ tôi tớ process lệnh mùi nó cứ sửa bỏ user root xa cd lệnh mùi mới này chứ nó không process lệnh mùi cứ miền service chỉ chẳng đại công tế tâm là cả phương tài rằng đấy mình đang xin đi line e e đấy cw d cpu set ok chân khăn nè để cho xin đi line để chỉ khơi nó không đi mày nấy và xin đi line process memory info slash process mỗi chưa đo phần miền làm pi kernel nó cứ đo phần miền làm pi kernel chương trình app process đang ở đại dương khơi nơi non slash process này ai kẹp lại bán đòi user root phần tế bán để bắt đầu sản phẩm nó chứ những ai thưa ca kẹp lại process nơi non slash process này bán đòi dương miền sức chia user root phần tế bán để bắt đầu sản phẩm là phần sinh dương reboot tập lập màu vĩnh viên nâng reset tới căn process đào mô về chúng ta vừa xây dựng trong kè với trẻ chân trái khi dựng trong chỗ là kè nó không thạt mùi này nó không slide etc system ctl dot config này chẳng cứ dựng kè process vì ở chân trái ở chụp chỉ riêng rồi hộ và xây dựng kè là kè nó là slide process này cứ dựng kè process để bắt đầu xong thì chúng ta chăm từ mơ ưu tiêu hòa tớ tệ tôi dùng môi nằm bật xe nó không lên nước vì được chia smart smart chiên nó không viên đố mẹ nét nó viên đố dùng trong mơ bật xe chứ cần là chơi mà sẽ đang lưu task 3 mơ dùng mơ tham mà này chớ và nên cứ dùng ai mơ bật xe và nó không viên đố thay dùng phương tệ đầm nào cao bật xe kì khá chẳng vì miền chỉ interface sử dụng tại đây không liên có dương bớt dương tập là chỉ là interface có dương ai mơ bớt xe chia graphic sử dụng bản đồ như thế này
Bạn đã đưa tay dương ở ban cho cái hình phết chẳng dương mơ ban rồi bật ra tại comment này ngay chẳng phụ xe về miền đại chân à xin quân bảo vệ đấy nó về miền parent phụ xe về miền child phụ xe từ đấy chẳng parent phụ xe nhằm mấy và parent phụ xe cứ phụ xe đại nhằm mấy đại chân này đâm nơ ca phụ xe mua phụ xe tiền bởi này phụ xe đại nâu phí lơ kê bằng phót nó cứ dương phụ xe về ai miền phụ xe hay về miền sạch phụ xe tôi tiết chứ ai đã nói về lời kia em phật nữa nó cứ như hà thá parent và xe đi ai đã nói sắp bị crom và xe bị crom và parent và xe nó cứ như ngồi trong một thà child và xe chứ parent và xe cứ chia và xe để chỉ niệm đâm nợ ca và xe mua xe tiền đi ai child và xe cứ chia xe để đâm nợ ca ban và xa parent và xe và chứ miền tây chân ai sản phẩm bảo viện chẳng chứ như trong mưa như prapracomment PS3 này như ai mới khởi mùi ná chìa parent process mùi ná cứ chìa child process nè PS3 chứa như mở chứng I need cứ chìa parent process chứa nó không I need để miền I need hay bus tăng án cứ chìa sub process rồi bỏ I need rồi gọi chìa child child process rồi bỏ I need nì thằng ọ chứng ở bởi vậy thằng ọ cứ nó không I need chứng I need nó bây giờ trong sát đòn mà xin thì trong restart chẳng những ai prapra ai nết ni những ai prapra mình ai nết được cái process ai nết ni của bạn này và thế máy PS3 comment sắm rap mơ parent một tết nâng chào một tết tôi thọ những bạn bạn khi mà nhảy nên được nâng dù bình tù cho được nâng cho nẻ được nhiều lắm PS3 và đôi khi nữa đấy nó sẽ đem về đấy chúng ta sẽ dùng mơ được trong rụp hiệp này chứ dành khởi parent và sẽ cứ ai nết hay là không ai nết miền log in và miền ném nó không log in cứ miền bus PS3 chứ là PS3 nó cứ sạp được bỏ bus bán sạp được bỏ log in được cái child được bỏ log in rồi lọc ấn cứ chỉ cha và to tiệt rồi bỏ ai nết nó cứ ra trên đài sản phẩm bảo vệ và tay mình men tại phần năng thế cứ ai miền và xe chân xe bị đường tiệt trên đầm bay mưa và xe nằm trong đến nốt dừng ai plasma comment PS nâng tờ tê của bạn á bằng hai cái thằng máy PS của mình nó cứ bằng hai tờ và xe đã gần bung tờ đầm nơ ca nằm trong xe của nó nè chơi như xa mà PS chơi như khởi ta sẽ dùng cái phương tiện đầm nợ cài khác cứ ba xe hay là PS PS và PS forest nè PS dash forest cứ anh cứ dùng para đầm bay bằng hai parent nâng cha tụi ta đôi tình nâng PS 3 cho nên comment pi này cứ đôi khi này cho là mới PS dash forest chỉ cần support thế nên nó forest ni là support thì mình tôi support ở đây là tôi nhé đó tinh có đúng đã tầm mùi à đó tiền forest ô này chào ấy và PS forest và nó cứ sẽ điên nó PS3 PS dash dash for đấy nó cứ sẽ điên PS3 đặt file phát chạy nhé admin desktop admin desktop start up chạy nhé trên bờ sân thì dương miền desktop dương ai start application xem xét rồi dương mở bờ xe bảo vệ tôi nhằm start system I need a DP. Test. Other than the start.
need root sudo etc anytd hrdp start okay chứ nhầm chạy một tiết the status we have out etc anytd I need hrdp status chừng rắn hay nhưng xả chạy mới process về mới ps ps forest ni tại nó trong cell pager à khơi cái giờ dp process này vậy. Pager cô đã đại chứ mua HRDP start đấy. Ok ở đây chân ở command PN cứ yên pra ban chứ mua những option chẳng bình tĩnh nhưng ai thêm bơ nó khăn ông man page bảo viết ở bàn đấy nè thả biết pra pra hay biết mạch hay ai bộ chứ mua những option sẽ khá nó là chữ PS .EF EF thông chân option mùi mùi nó cứ mê là tầm này dạng mạch lá và chân đọa E thông đọa E tôi đọa đi chân mê option cho ra những ai cho được tay mơ nó không man page bảo vệ mùi mùi dường dạ bạn ổ tế thì chân này mình là dạng trả mạng nguồn của này anh biết chân tầm bay mơ của xe tiền ổn nó không bập vấn những ai bị chia ps.auh mơ của xe tiền ổn nè tầm bay mơ của xe tiền ổn AUH này bác sĩ đang ở đây cũng tại ra nó không system nè chứng minh khả năng cứ user user ta xong cơ thả ta user nó chứ nè ra bác sĩ mỗi lần nè bác sĩ ID đây bằng mạng chỉ tự tớ bác sĩ này mỗi lần mỗi cứ về miền lệ bảo vệ nè associated nó chứ mô bác sĩ này ta về si phía rồi CPU phía rồi memory nâng cứ chấm luôn phía rồi để việc cầm phong tài pra từ CPU hay là memory, persona CPU của man, persona memory của man, chương trình ai chạy mưa là năng command ps dot auh nâng bảng, chương trình khởi miền user root, đấy, chỉ từ root, persona đi lệnh mua này, CPU nâng ram, son phe rồi thế, cứ việc start command cái init, đấy, pra command init document I need the pay user nhóm này nhóm pra command này kế nhóm pra bas dpkg query và nâng cứ bây giờ đã user nhóm dân này pra nâng hrdp nâng user hrdp để nhóm start bây giờ mà này chẳng vì mình bây giờ ID đậm bài đậm bill chẳng vì xì bây giờ ớt sở rô phía rối ở đây thế cứ viên đâu vậy comment bảo viết để trong sbin hrdp này bạn chân nó không sẽ nè nhà máy tính thì sẽ tên người ngoài này psauh root nên mình để root thì nè start rồi chân nhờ bạn gọi cho user nạp xe tiền hay start rồi để chân mình để user root chương ps.auh cứ smart rư nãy giờ thầy phải biết là rư chương bên này thầy biết smart năng ps.ef ở đây chính xác rồi ps.ef và sẽ điền cái này đấy sẽ điền cái này là không dùng bút của tôi cái này đấy ps.ef sẽ điền cái này chỉ đường ps.auh nên khi nào lục hiệp này cái filter cái pie hay vô hết để ra cái admin của sách trơn chứ những ai vô để đọc nhưng mà trong việc display trơn hầu hết nhưng vô để đọc line đồng vốn chứ anh cứ những pie vô hết và bởi vì cái này bởi vì là những miền trơn chứ bởi vì những filter vô để đọc line đồng vốn đấy thì ai display những trơn
chẳng bộ bà chẳng dài chưa thơ chẳng bằng. Ok, cái máy tiết chỉ tu tấu dân bà phí ác hẳn chìa môi nâng kẹp chìa môi nâng kẹp đồng bay cho dô ta process nà môi chạy lẹ đồng bay cho dô ta process nà môi chạy chẳng ưu thơ thà nhóm bạc phải phọc chẳng nhóm mặt trong mưa process kia bì process bọc phải phọc thì chẳng dân ai phía đòi ý này hay dân filter sẽ nhập hai cái cứ dùng filter vô té là bỏ Firefox rồi về nước việt nam prap Firefox còn tay là phần này thường mình nói riêng là ai start Firefox bàn thế chẳng ngờ nhầm sạc tại PS đợi ý hay nhầm filter vô vô cái HRDP HRDP và nick của xe để start bởi HRDP chẳng ngờ mình sẽ đọc bay đọc bốn HRDP Siemens xe bảo biết ID đầm bay đầm phil bằng HRDP nó cứ biết là dương filter vô tệ xe nào muốn để dương trong trong mình thế PS đặt U đặt đặt U rồi username cứ dương đầm bay mơ process tập bằng này user mới nào đang cùng để prao Summer PS Das U Uta Tanyam Da Ru Niru Kupung Te Pra Pasai Mani Rika Nyam Pra Chai Mui User Nyam User Nyam Pra Pra Pasai Kla Ni Pasai Ni Kui Pra Pra Da User Nyam Anang Kui Yung Filter Yo By User By User User Na Jane Pra Pra Pasai Kla Yung Ai Das U Nung Mo ok, tên ngọt này, tên này tên bán khá nè, cùng mình tên sọc nhưng giờ tôi sẽ mở nó khăn ở man page rồi bỏ comment và xem những điều tớ này man ps và trên nó khăn này mình option trên đó tí nó như ai bộ chứ mùi nó đỏ y select all process except session leader dot a select all process bên tay except both session leader chỉ riêng sạc tay về mùi mùi lần nhưng chỉ mình đọc em thì mình đọc restrict bật tay mùi lần ok đấy nhưng anh break đi sẵn nên là mình ấy trong lên lại hết thì cờ chẳng chạy dùm lấy ớt mỏng cổ sân mê riêng năng phong hả cổ nhưng mà tên bạn đã ơi đấy này ok chàng nhầm tên lấy ớt năng group này